Chào buổi sáng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của gia đình mình. Thì hôm nay mình sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả gia đình ăn, vì bây giờ đang là cái mùa dịch chứ các bạn nhé, nên là mình cũng không ít khi đi hàng quán đây. Con gái hôm nay con gái ăn gì? Ăn bún. À ăn bún à? Nào, thế tí ăn gì con? Con ăn gì? Ăn phở, tí vào đi. Con ăn gì? Hả? À, mải xem tivi à? Đấy. Thế là cu à, cu đang ngoài xem tivi. Thế bây giờ bố đi mua phở về gia đình ăn nhá. Vâng. Và các bạn nhá, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài quán và mua phở về cho cả gia đình ăn nhá. Bát mọc với lạp sườn. Bát cháu cho cháu gà. Ăn này hết nhá. Vâng, cho ít ít thôi ạ. Mình vừa mới mua hai bát phở về nhà rồi. Dạo này mùa dịch như này nên là mình cũng ít ra ngoài hàng quán ăn lắm. Chủ yếu là mua đồ về nhà thôi. Đây này. Hai bát phở ở đây thì mình mua gần nhà thôi. Phở ở đây thì các bạn nhìn thấy đây, một bát như này thì là 25.000, mình thấy khá là đầy đặn để có thể ăn. Thực ra thì ngồi ngoài quán ăn nó sẽ ngon hơn. Đây thằng cu đói lắm này. Ăn đi. Lấy cho thằng cu ăn trước. Bạn mau. Này. Không thường nghịch thế nha con nha. Đây bát của Tít đây. Ăn á. Mam. Mam á. Không chọc vào con đấy. Đợi. Cái này con không chọc vào nhá. Chọc vào bố nhích ra đây một tí nha, nóng ấy. Phù đấy. Phù. Phù không. Đâu, xem cái nơ nào. Ấy giời, đẹp thế. Nhưng có cái nơ đẹp nhỉ. Đợi một tí con. Này, xịt đẹp. Đây, con đây, con ăn đi. Lấy đũa nhá, bố lấy đũa mà. Ba. Để cho nó lấy đũa này, con. Đợi một tí đũa con ơi. Cái ăn tí này tham ăn lắm ô. Ăn xem không ngon không? Ui hồi. Đây, của thằng tí đây. Hấu ăn. Tí tham ăn. Hấu ăn thế. Thằng tí cất mời. Thiệt, nói lên thiệt. Này cho một miếng mộc này, không chết thèm. Chết thèm lắm rồi. Ăn đi con. Lại giận. Đấy. Ý là như nào? Ý là như nào? À thế mẹ. Thế. Mẹ kể câu chuyện nhá. Ôi ôi cái mộc này ngon thế, ăn một miếng xem nhá. Nào, ăn một miếng nào. Ăn với phở đấy nhá. À, chị cũng ăn đấy nhỉ. Ôi đấy. Nhà ngon đấy. Ôi ôi. Đây này chị này, xem chị này. Đấy, chị ăn ngon chưa? Đấy. Con ăn đi. Ăn như chị đi. Nào, há mồm nào. Ôi ôi. Em tí giỏi. Ăn tiếp mộc. Phù đấy. Ôi ôi, ngon thế. Bố mày ăn phở gì đấy? Ăn phở gà. Bà này cho nhiều béo thế. Nước béo. Lần sau bà lấy cho nước trong luôn. Các bạn nhá, mời các bạn cùng gia đình mình thưởng thức một bát phở buổi sáng. Dạo này mùa dịch như mình nói thì mình cũng ít đi lắm. Ngon quá. Ăn buổi sáng thì chủ yếu mình mua về cho gia đình ăn thôi. Ngon. Đấy, phở gà ở đây 25.000, ăn nó khá là ok. Giỏi. Con ăn đi. Mẹ lấy cái thìa cán ngắn cho con Phúc nhá, hay tí đổi thìa với em. Nhá. Được không?
Nhưng chiều con to. Được rồi, nhưng mà cái thìa này em không biết cầm ấy, em toàn cầm cao lên thế là nó đổ ra ngoài ấy. Chị nhường em nhá. Chị ăn đi. Vừa rồi, em đổ ra ngoài. Em xúc ít ạ. Đấy. Các bạn nhá, gà ở đây ở quán của cô này bán thì cũng gà khá là ngon, chất lượng. Gà đây là loại gà dai ăn rất là ngon. Tuy là những miếng thịt nạc cái này thôi nhưng mà ăn nó vẫn rất là dai và ngọt. Nước canh ở đây thì cô làm khá là béo. Phở ở đây cũng khá ok. Đặc biệt là giá tiền nó 25.000 là rẻ các bạn nhé. So với những quán mình đi ăn, thường mình ăn tầm 30.000 hoặc 35.000, ăn ở ngoài thành phố một chút. Đây là phở làng. Ăn đi. Bố lấy cho em. Mọc cho con này. Lấy một hòn mọc nữa nhá. Này. Cho con hai hòn mọc luôn. Sắn ra nhá. Đấy, ăn đi. Thằng cu khắc xúc đây, cho khắc ăn. Cho lên mồm nào con. Ui. 16 tháng. Này. Cho nó tập ăn đi các bạn nhé, bắt đầu cho nó bé, nó con cu này nó khắc tập ăn, nó khắc xúc. Và bây giờ nó cũng không muốn mình xúc cho nó nữa cơ, bây giờ nó khác muốn tự ăn. Xúc cho nó là nó giận đấy thằng này. Đấy. Nó chỉ mắt lên để ăn. Đấy. Ngon không? Ngon không? Ngon. À ngon lắm. Ngon lắm. Này con này, cái thìa của con này nó đổ ra ngoài, con để vào đây. Để vào đây nhá, không nó đổ ra ngoài nhá. Đúng rồi. Con xúc đi. Xúc ăn đi. Là cho mồm. Úi ôi, giỏi thế. Ngon. Úi ôi. Dằm ra nhỉ, dằm mọc ra cho con xúc nhá. Dằm ra cho con nhá. Đây này, chị cũng giỏi này. Chị ăn hết mọc chưa? Bố lấy cho thêm mọc nhá. Dạ. Đây, bố lấy cho thêm mọc này. Đấy, hai chị em ăn giỏi lắm đấy nhỉ. Có ăn gà của bố nữa không? Không. Ăn mọc rồi à? Thôi các bạn nhé, thì video của mình xin tạm dừng ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo của mình nhé. Bye bye.